Cũng lại trong cái vấn đề những diễn biến giữa cái lá thư viết ngày mùng 6 tháng 8 về làn ranh quốc cộng của Ủy ban chống cộng sản và tay sai, thì ông Phan Kỳ Nhơn đã ký tên và có đưa lên hình ảnh của ca sĩ Thu Phương. Thế thưa, tại sao ông lại chọn đề tài cô ca sĩ Thu Phương để đưa vào trong cái làn ranh quốc cộng này, thưa ông Phan Kỳ Nhơn? Nói tới Thu Phương thì khi mà Thu Phương mới qua đây thời hội nhập vào cộng đồng, rồi trong một buổi lễ thì chính ông chủ tịch cộng đồng cũng một vài người nữa cũng đã trao cái lá cờ vàng ba sọc đỏ cho cô Thu Phương cầm lá cờ đó, và cái điều đó chúng tôi có hình ảnh, có ghi lại như vậy. Và từ đó cô Thu Phương hội nhập vào cái cộng đồng, sinh hoạt vào cộng đồng qua cái danh hiệu một ca sĩ, thành ra đi hát ở đâu hay làm một cái việc gì, ngay cả nhập vô cái Thúy Nga là ca sĩ chính của Thúy Nga thì chúng tôi cũng để yên không làm, thì cổ đã hội nhập vào trong đó. Nhưng mà mới đây cổ đi về Việt Nam trong một buổi trình diễn, tất cả mọi người ca sĩ đều mặc áo đỏ sao vàng hết, trong đó có cô Thu Phương. Và từ đó chúng tôi mới nhận định rằng việc mà cô Thu Phương hội nhập qua đây, một cái đây là một cái cớ để mà xâm nhập vào cộng đồng, để mà xâm nhập vào cộng đồng hoạt động thôi. Giờ này cô này đã lộ ra cái mặt thật của mình lại, do đó chúng tôi mới có cái bản lên tiếng. Và chúng tôi đã nhận định là lên tiếng là khuyến cáo mọi người không có vội vã tin những người đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ hay những người mặc bộ những quân phục, đừng vội tin, để coi việc làm của họ. Và chính việc làm của Thu Phương mà chúng tôi nhận định là làm lợi cho chế độ cộng sản.